Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại làng hoa Sa Đéc đến nhà vườn của em Phương Linh nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có dưa hấu quý cô chú anh chị em, Sakura phớt hồng, Ruby, Alisa đổi màu và ngũ sắc, một số dòng khác nha quý cô chú anh chị em. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình những cái size này là lớn nha, sưu tầm. Rồi anh chào Linh. Dạ chào anh Pháp Thái. Dạ mến chào cô chú anh chị em trên toàn quốc đang theo dõi trên Pháp Thái TV ạ. À. Dạ nhà vườn của em là ở Sa Đéc Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại nhà vườn em là 0818820938. Nhà vườn em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những clip vừa rồi. Thì hôm nay em có một số hoa giấy đang lên hoa được rỡ để giao lưu với cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Đầu tiên em lên cây số 1, một cây hồng tuyết nha. Xài khủng quá anh chị em. Chiều cao là 80 ạ. Tàn 80. Và nó vị trí này là 17 nha. Gốc bonsai cho mình luôn ha. Thì cái này em đang để cái tược dài để cho mình có lấy bo thì mình lấy hay cả nhà. Mã số 1. Em giao lưu với mình là 600k bao ship ạ. Cây này xứng đáng quá anh chị em. Rất là to luôn. Viết mà ghi không ra nữa. Tiếp theo là mã số 2, một cây hai màu cho mình nha. Ui, hôm qua trời mưa cái nó nặng má ơi. Hai màu cam thạch với anh chị em, cam thạch phớt hồng và cam thạch đỏ. Dạ, chiều cao là 80. Tàn 80. Và nó vị trí này là 21 nha. Mã số 2 em Zalo với mình là 550k bao ship ạ. À. Về khai thác bo rất là nhiều quý anh chị em. Lô này sử dụng cho quý cô chú anh chị em mình lấy nguồn về ghép nha. Đây. Cái tàn nó rất là to ha. Rất là vừa ghép luôn à. Mã số 3, một cây Red Pizza. Dòng này cực kỳ sai bông nha quý cô chú anh chị. Red Pizza hoa đỏ. Dạ chiều cao là 70. Tàn là 80 nha. Hoành 18. Mã số 3 Red Pizza. Em Zalo với mình là 380k bao ship ạ. À. Tàn rất là đặc và bự hết cả nhà. Mới bưng có mấy cây bưng hết nổi. Cây rất là nặng lên cho em, sai lớn à. Mẹ số 4, một cây ngũ sắc thái với mình hay cả nhà. Dạ chiều cao là 80 ạ. Tàn 80 luôn. Và nó vị trí này là 23 nha. Đem điểm màu cho mình luôn cả nhà ơi. Màu đỏ thái là 1 ha. Phớt hồng là 2, cam là 3. Màu hồng là 4. Màu và vàng. Đây là màu vàng chanh là 5 ha. Đang đủ 5 mặt hoa cho mình luôn. Cái này thì nó mới bắt đầu lên hoa hay cả nhà, về mình chơi được rất là lâu nha. Mã số 4, ngũ sắc thái. Em Zalo với mình là 550k bao ship ạ. À. Mã số 5, một cây ruby. Hồng ruby quý anh chị em, dòng này nó có hai mặt hoa nha. Một là lá thẳng thì hoa rất là to, nó không chạy vân. Một cái dòng thứ hai là chạy vân nha. Nó tự đổi màu quý anh chị em. Chiều cao là 90. Tàn 70. Và nó vị trí này là 20 ạ. À. Mã số 5, em Zalo với mình là 500k bao ship ạ. À. Số 6 cũng là một cây ruby hay cả nhà. Cái này thì sẽ to hơn. Lên vân rất là đẹp quý anh chị em. Nhánh này thì lên màu hồng. Dạ chiều cao của nó là 1 mét ạ. À.
tàn 95. Hoành là 18 ạ. Đế sạch sổ đế cao cho mình nha. Mã số 6, cây ruby hồng ha. Em giao lưu với mình là 800k bao ship ạ. Cây này size lớn nha quý anh chị em. Đây, cây rất là khủng ha. Mẻ số 7. Một cây Alisa đổi màu anh chị em. Cây siêu già luôn. Tàn tròn rất là to. Chiều cao là 95. Tàn là 1m ha. Quần ở vị trí này là 14 ạ. Mẻ số 7. Em Zalo với mình là 750k bao ship ạ. Cây này xe lớn của anh chị em, tàn nó tròn quánh luôn. Đặc những quánh cây luôn. Cây to này em sẽ ghép xe tải cho mình ha cả nhà. Cái này nó bị quá kích thước nên mình không có gửi bưu điện được nha. Mã số 8. Một cây hồng ruby tiếp theo, này thì hai tầng quý anh chị em. Dạ, chiều cao là 1m1 nha. Em đo cái tàn cái này cho mình nha. Cái tàn đây thì 55 ha. Cây cái thế rất là đẹp luôn. Hoành ở vị trí này là 21 nha. Mã số 8 ruby. Em Zalo với mình là 950k bao ship ạ. Những cái cây này thì em cũng sẽ gửi xe tải cho mình nha. Thì về tới nhà nó sẽ còn hoa cho mình chơi luôn. Nó ít có bị rụng lắm ha cả nha. Này nó rộ hoa, hoa rất là sáng luôn anh chị em. Một cái màu rất là ngọt. Mẻ số 9. Một cây Kajata phơm tàn nó già mùa quá chị em. Này giờ lấy bo ghép cả vườn luôn. Cái này là do hôm qua trời mưa nó bị rụng bông khá là nhiều, chứ hôm qua thì nó còn bông rất là nhiều luôn. Mà mưa cái nó bị rụng. Mưa hôm qua rất là lớn nha. Chiều cao của nó là 80. Tàn 85. Và nó vị trí là 22 ha. Thì cái cây này em đã vô dây sẵn cho mình rồi nha cả nhà. Mã số 9 Kajata. Em Zalo với mình là 700k bao ship ạ. Phơm tàn tròn như trái banh. Này dễ quý anh chị em mình khai thác bo mình ghép rồi còn lại cái đợt sau nó ra nữa là rất là đẹp luôn. Tàn khủng ha. Bị đuối. Tiếp theo là mã số 10 ha cả nhà, một cái ruby dán trực cho mình nha. Anh chị em mình thấy cái dòng này nó hai mặt hoa, nhìn rất là đẹp luôn. Dạ, chiều cao nó là 95. Tàn 80. Và ở vị trí này là 16 ạ. Mã số 10, Zalo với mình là 550k bao ship ạ. Hoa rất là sáng à. Tàn ruby cho mình. Mã số 11. Một cây sakura phất hồng quý anh chị em. Clip hôm nay thì quý anh chị em mình cần bo về mình nhân giống mình ghép trong vườn thì những cái mẫu cây này rất là thích hợp nha. Rất là nhiều bo. Dạ, chiều cao nó là 1m ạ. Tàn 85. Và ở vị trí này là 17 nha. Cây dán trực cho mình luôn ha. Mã số 11 sakura phất hồng, em Zalo với mình là 550k bao ship ạ. À. Đây,
đang lên búp rất là sai hết cả nhà. Mẻ số 12. Một cây dưa hấu. Cây này cũng rất là khủng nha cả nhà. Dưa hấu đỏ anh chị. Cây này ghép đâu cái đợt đầu khi mà nhập giống về á. Quá xá cái tàn. Tròn mà nó đặc. Dạ chiều cao là 1m25 ạ. Cái tàn là 1m nha. Và nó vị trí này là 20. Mã số 12, một cây dưa hấu đỏ cho mình. Em Zalo với mình là 900k bao ship nha nha. Một cây xứng đáng với anh chị em, phơm tàn rất là to. Cây cái nhà mình xem. Rực rỡ. Mã số 13. Một cây phất hồng hai màu. Phất hồng sakura và cẩm thạch phất hồng anh chị em. Cẩm thạch cái màu rất là ngọt luôn. Dạ chiều cao của nó là 1m3 nha cả nhà. Cây một cốt. Tàn là 90 ha. Hoành 25. Mã số 13, em Zalo với mình là 900k bao ship nha. Cái này thì em được một cặp cho mình cả nhà. Mã số 13 với 14 là một cặp hết cả nhà. Một cây sakura phất hồng. Hoa nó tự đổi màu với cô chú anh chị em. Từ cái màu trắng nó đổi thành cái màu hồng rất là ngọt luôn. Dạ chiều cao là 1m25. Tàn 1m ạ. Và nó vị trí này là 18 nha. 18 là em đã đo chị Hao cả nhà. Mã số 14, em Zalo với mình là 800k bao ship ạ. Những cái dòng mà một cốt cao như vậy thì rất là ít ha. Đây, cả nhà mình xem. Tàn rất là to nha. Màu khá là sáng luôn nha, trắng pha hồng ha. Rất là duyên luôn. Mã số 14, em Zalo với mình là 800 bao ship nha. Dạ tiếp theo là mã số 15 cho mình ha cả nhà. Một cây đuôi cáo tím. À, lá cẩm thạch ha, cái này là giống mới cho mình nha. Dạ chiều cao của nó là 85. Tàn 60. Và nó vị trí này là 16 ạ. Mã số 15. Em Zalo với mình là 400k bao ship. Màu rất là sáng anh chị em. Lá cẩm thạch ha. Đây. Cái phơm hoa nó rất là dài ha cả nhà. Mã số 17. Một cây vàng lửa cho mình. Mã số 16 chứ. Mã số 16, một cây vàng lửa hay cả nhà. Đang lên hoa rất là sai nha. Chiều cao 60. Tàn 55. Và nó vị trí này là 10 ha. Mã số 16. Em Zalo với mình là 280k bao ship ạ. Mã số 17. Cây này cái tàn siêu đặc bên chị em. Gồm có cam lửa, hồng gân, vàng thái, đỏ lửa. Cam lửa, tím ruby. 5-6 màu bên chị em. Với lại hồng thái nữa. 3 màu thái, 3 màu lửa với hồng gân nữa. Cây này 7 màu cho mình nha cả nhà. Mã số 17. 7 màu. Chiều cao là 80.
vàng 90. Và nó vị trí này là 20 nha. Mã số 17, 7 màu ha. Em Zalo với mình là 650k bao ship ạ. Đây. Có cái màu ruby rồi bên đây nữa ha cả nhà, thì về cả nhà mình có thể đếm lại đủ màu thì mình nhận nha. Vàng khá là đặc quá nha. Sáng mưa nó bị xít cánh giấc này, nắng lên nó bung lên này. Tiếp tục là một cây ngũ sắc ha. Mã số 18. Dạ, chiều cao của nó là 70 nha. Tàn 75. Và nó vị trí này là 12 ạ. Nó đang đủ 5 mặt hoa cho mình luôn hết cả nhà. Sẽ full bông. Màu vàng, màu cam, màu hồng, màu trắng và màu đỏ nha. Mã số 18. Em Zalo với mình là 380k bao ship ạ. Rồi sao tự nhiên nó rút lại luôn. Đây. Mã số 19. Một cây mahagani của anh chị em, son môi cam. Dòng này thị trường rất là chuộng cho cái màu, rất là nhu của anh chị em, rất là đẹp luôn. Tự đổi màu ha. Dạ, chiều cao là 75. Tàn 65. Và nó vị trí này là 15 nha. Mã số 19. Son môi cam, em Zalo với mình là 300k bao ship ạ. Mã số 20. Một cây nhiều màu anh chị em. Dạ, chiều cao là 80. Tàn 55. Vành 13 ạ. Đây em đếm màu cho mình luôn cả nhà ơi. Nó sẽ có là đỏ lửa ha. Cam lửa. Red Pizza. Trắng tuyết. Trắng tuyết. À, cái hơi xíu. À, bên đây có ruby tím lửa nữa cả nhà. Là nó sẽ được 5 màu cho mình nha. Mã số 20, em Zalo với mình là 380k bao ship ạ. Mã số 21, một cây ngũ sắc cho mình. Dạ, chiều cao là 90. Tàn 85. Và nó vị trí này là 17 nha. Cái này nó sẽ có một cái vết ở đây là do cái thân của nó chưa liền ha. Cái hôm hồi nhỏ anh chị em. Mã số 21, ngũ sắc thái. Em Zalo với mình là 450k bao ship ạ. Đây, đang đủ 5 mặt hoa cho mình ha. Vàng, đỏ, cam, hồng, trắng ạ. Mã số 22, một cây đỏ lửa. Một màu đỏ lửa bên trên. Cây một rễ. Dạ, chiều cao là 80 ạ. Tàn 75. Và nó vị trí này là 14 nha. Mã số 22, một cây. Một màu đỏ lửa ha. Em Zalo với mình là 400k bao ship ạ. Đây.
23. Khoảng là một cây ngũ sắc cho mình ha. Chiều cao là 95. Tàn 80. Và nó vị trí này là 14 ạ. Cây này xin nó đẹp. Sẽ có thêm được một màu trắng tuyết, tuyết cho mình ha. 6 màu. Trắng tuyết nè bên chị em, màu hồng nè, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng phớt hồng, đủ 6 màu. Mã số 23 6 màu. Em giao lưu với mình là 450k bao ship luôn ạ. Cây form tròn rất đẹp. Cái này em sẽ làm tầng lồng cho mình nha. Hoa lên sọ xuống rất là đẹp của anh chị em. Dạ, chiều cao là 80. Tàn 75 ha. Vành ở vị trí này là 14 ạ. Mã số 24, Zalo với mình là 380k bao ship nha. Đang đủ 5 mặt hoa cho mình luôn ha. Hoa sỏ rất là đẹp đúng không em? 25. Một màu đỏ lửa, một cốt. Đế thì rất là quái luôn. Chiều cao là 1m15 ạ. Tàn là 70. Quanh 17. Mã số 25, em Zalo với mình là 480k bao ship ạ. Đây. Này nó mới bắt đầu lên hoa thế cả nhà, về mình chơi được rất là lâu nha. Số 26. Một màu hồng tuyết quý anh chị em. Cây này với cây đầu clip một cặp ha, dáng cũng giống nhau luôn. Dạ, chiều cao 85. Tàn 85 luôn. Và nó vị trí này là 23 nha. Mã số 26 Zalo với mình là 600k bao ship luôn ạ. Già mùa anh chị em. À, trời ơi. Cây này nó sẽ được 6 màu, 3 màu lửa và 3 màu thái cho mình. Chiều cao 95 ạ. Tàn 65. Vành 15 ạ. Tím màu luôn. Hồng gân là 1 ha. Ruby tím lửa là 2. Hồng thái là 3. Cam lửa là 4. Tỏ lửa là 5. Còn màu gì nữa? Còn màu chưa lên. Còn màu gì chưa lên nữa thì bây giờ 5 màu em tính 5 màu cho mình thấy cả nhà. Mã số 27. Em Zalo với mình là 400k bao ship nha. Chiều cao là 1m ạ. Cây này ngoài rất đẹp quý anh chị em. Cái tàn của nó là 85 nha. Và nó vị trí này là 17 ạ. Hoa nó xỏ xuống nè, chùm chùm rất đẹp luôn. Đây, hạ tàn cho mình nha. Đi màu luôn anh. Đủ 5 màu thái luôn. Gồm có trắng phớt hồng 1, quý anh chị em, đỏ là 2, cam là 3, vàng là 4 và màu hồng là 5. Mã số 28, em Zalo với mình là 500k bao ship.
Và đây cũng là cây cuối clip hôm nay muốn giao lưu với cả nhà, mong được sự ủng hộ cả nhà, em cảm ơn rất nhiều ạ. Cây này xứng đáng đồng tiền của chị em, rất là đẹp luôn. Rồi, Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn nha.